Sở Tài nguyên Môi trường đã tổ chức tổng kết ngành năm 2021 với sự tham dự của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, phụ trách khu vực phía Nam, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động. Năm 2021, dù hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, thế nhưng Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Đặc biệt trong công tác quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường đã hoàn thành điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm 2020-2024, hoàn thành tổ chức thẩm định quy hoạch năm 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất của các đơn vị cấp huyện, cơ bản hoàn thành việc thực hiện việc đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 65 trên 82 đơn vị hành chính cấp xã. Trong quản lý bảo vệ môi trường, năm 2021, Sở Tài nguyên Môi trường đã đôn đốc và hoàn thành lắp đặt 63 trạm quan trắc môi trường, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng tại Bãi Nhác, huyện Côn Đảo, thực hiện thu gom xử lý khoảng 797 tấn rác. Trong đó, chất thải phát sinh từ công tác phòng chống dịch COVID-19 được thu gom xử lý khoảng 607 tấn. Về công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, ngành Tài nguyên Môi trường đã hoàn thành khoanh định hồ sơ cấm hoạt động khoáng sản, kiểm tra xử lý 15 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép và xử phạt vi phạm hành chính 213 triệu đồng. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý 10 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 3 tỷ 400 triệu đồng. Năm 2022, Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục tập trung cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, hoạt động khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, hoạt động khai thác khoáng sản, tiếp tục việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường và hoàn thành cơ bản chuyển đổi số của ngành, đến năm 2022 đạt được nhiều thắng lợi.